Hello. Hello. Hello Con chào cô. everyone. Cô chào các con. Sao hôm nay im Con lặng cô. nhỉ? Bật, 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 bật. Hello. Chỗ các con mạng có ổn không đấy? Hôm nay không biết là chỗ con có mưa to không mà chỗ cô mưa to. Chín ngập rồi cô ạ, chỗ con chín ngập luôn cô. Thế á, chỗ con ngập á? Chỗ con là có bảo ở Hai Bà Trưng đúng không? Ừ, có khi chỗ cô ở dưới cũng ngập. May mà nhà cô nó cũng cao, ở trên tầng cao. Nên là mình Bảo không cảm giác được cái ngập đấy. hôm nay hàng không nó kêu quá trời cô ạ. Quá trời quá đất. Dạo này thoát nước ở Hà Nội quá là kém. Có bạn nào ở chỗ khác mà cũng bị ngập không các con? À có bị mưa không chứ? Chứ Hà Nội thì mưa ghê lắm, mưa Tôi thì dai khỏi có dẳng rồi. cả tuần nay rồi, mấy tuần rồi ấy. Cô sáng vừa với nắng chiều định đi chơi nào ngờ chiều định đi chơi. Thực ra là sáng mới là lúc nắng, còn chiều thì 3 giờ chiều mà như là 6 giờ tối ấy. Quá là tối luôn. Mây đen Cô mù mịt kéo đến. sáng nay còn tưởng là hôm nay 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 nắng sau mưa, giờ buổi chiều Thế chưa kịp á? đi chơi người cô. Chưa kịp đi chơi nó đã mưa cho mình một trận rồi đúng không? Ok, rồi hôm nay cô chuẩn bị rất là nhiều bài vở các thứ rất là hay rồi. Nhưng mà chúng ta phải học trước cái đã. Ok, rồi chúng ta có một vài những cái expressions ở trên bảng cho con nhìn thấy. Hello everyone. Con để cái tên gì này, cô không đọc được chữ gì vậy? Gì vậy? Tiếng Tàu hay là tiếng Nhật vậy? Không biết. Ok. Chúng ta À, sẽ làm cái bài này nha. À, tiếng Hán. Con học tiếng Trung Quốc à? Ok, rồi nghe cái này cẩn thận nha. Track 1.39. Oh no, that sounds boring. Really? Wow. That's brilliant. Tiếng Hán là gì? Tiếng Nhật Congratulations. tiếng. Ok. Ok, chúng ta có 5 cái câu nói ở đây, 5 cái expressions. Không biết là câu đầu tiên khi mình nói cái câu này thì mình lúc đấy mình đang thể hiện thái độ như nào và trong có thể ở trong những trường hợp nào mình nói nhở con nhở? Bạn nào mà có tên tiếng Hán này này nói giúp cô cái câu Oh no, that sounds boring. Câu này con nghĩ là con có thể nói nó trong trường hợp như nào? Cô phải đọc tên con là gì bây giờ? Để tiếng Hán này. Alo. Vẫn bật mic mà, không thể nói. Ok, cô gọi bạn Đức An. Thì người cô đọc này cô. Cái câu đầu tiên, Oh no, that sounds boring. Con có thể nói cái câu này vào những trường hợp như thế nào? Nó vào trường hợp kiểu như là cái trò chơi này hoặc là cái hành động này không thú vị gì hết đấy cô, hay Đúng câu rồi. chuyện này không thú vị gì cả. Nhưng mà con câu này thì nó sẽ là một cái câu đáp lại đúng không? Thế cái người trước kia người ta nói cái gì mà mình lại nói câu như này? Kiểu như là kiểu người ta mời mời làm một việc gì đó hoặc là bảo bảo làm một việc gì đó nhưng mà mình đáp anh câu như thế ạ. Ok. Đó là trong trường hợp chúng ta dùng cái câu là That sounds boring đúng không? Nhưng mà cái oh no ấy kìa. Cô đang phân vân ở cái oh no ấy. Nếu ở cái oh no thì kiểu như người ta yêu cầu phải làm một việc gì đó mà mình thấy rất chán thì bảo là ôi không, nó thật là chán cả. Hoặc là nếu có thể nghĩ khác thì có phòng đó kiểu như có chuyện gì đó kiểu giống tai họa ấy cô. Đúng rồi. Bạn trước bạn sẽ kể một cái gì đấy đúng không? Sau là ôi ôi chán thế kiểu thế. Ok. Thế còn really, cô hỏi bạn đâu rồi? Bạn Jenny và bạn Quyên, hai con là bạn hay là chị em hay như nào? Em họ ạ. Ok, rồi, bạn nào trả lời cô cũng được. Khi mà mình nói cái câu really kiểu như thế hoặc là really thì mình đang muốn đáp lại cái câu như thế nào, kiểu trong trường hợp cụ thể như nào ấy. Đâu rồi, bật mic lên đi đâu rồi, nói cái gì, nói cứ nói bình thường thôi có sao đâu.
khi nào con sẽ nói really hoặc là really? Bật mic nha. Vào lớp mà không nói à? Ok ok, cô vẫn đang nghe đây. Con ơi, cô đang đợi con nè. Cười gì? Che cái gì? Em nói chuyện này ra thì có lẽ là mọi người cũng không tin đâu. Ai đang nói đấy? Trời, khi nào chúng ta nói really? Khi mà chúng ta muốn thể hiện sự ngạc nhiên đúng không? Có thể là kiểu câu chuyện mà mình vừa nghe thấy nó hơi khó tin. Thì mình bảo thật á? Yeah, thật á? Ok, thế còn wow. Vẫn là bạn Jenny và bạn Quyên. Trời ơi. Mình biết vậy. Ok, khi nào chúng ta nói wow? Ơ, chạy đâu rồi? Là khi chúng ta thấy ngạc nhiên quá. Ok, chúng ta thấy ngạc nhiên quá. Với cô bạn của em được bê bóng trong vòng chung kết của SEA Games bóng đá đấy cô. Bạn con vào chung kết là ý là sao? Kiểu là được bê bóng trong vòng chung kết đấy. Được cầm quả bóng đưa cho ai hay như nào? Ai? Thế á? Thật đâu ấy? Vâng. Con ở được. Con thế á? Khang. Xịn thế. Đâu ấy? Nghe khó tin ấy. Em không biết đâu. Nếu em nói thật. Bạn ấy có được xuất hiện ở trên TV không? Có. Bên bóng chả được xuất hiện mà cô. Không biết. Chả khoe cô gì. Không biết. Ok, nào, cô hỏi bạn cô Hương siêu xấu ấy này. Khi mà mình nói câu that's brilliant, mình nói trong trường hợp nào? Cô vừa nãy mic em bị lỗi. Rồi. Không nghe được. Thế bây giờ con nghe được chưa? Khi nào chúng ta nói, khi nào chúng ta đáp lại bằng cái câu là that's brilliant. Đâu rồi? Cô Hương siêu xấu đó rồi. Đây ạ. Ừ, nhưng mà đấy, nghe cô nói cái mic của em bị lỗi nên là em thì không nghe được cái đoạn đấy cô ạ. À không, lúc nãy cô bật lên thì nó chỉ là cái câu nhắc lại thôi. Không phải bài nghe đâu. Bây giờ cô hỏi lại đây này, khi nào mình nói cái câu that's brilliant? Brilliant nghĩa là gì? Brilliant là tốt. Ờ đúng rồi. Tốt nhưng mà cái mức độ nó cao hơn, kiểu như là thật là đỉnh. Ờ đúng rồi, that's brilliant. Nếu là mức độ cao nhất thì có thể là thiên tài. Ờ, đúng rồi. Thế mà cô đã hỏi là khi nào mình dùng cái câu này, khi nào con lại phản ứng lại, đáp lại bằng cái câu that's brilliant. Khi nào mà mình làm người ta làm được thêm điều mà mình cảm thấy nó kiểu tốt tuyệt vời ấy. Ờ đúng rồi, hoặc là khi mà người ta đưa ra một cái ý kiến hoặc đưa ra một cái sáng kiến nào đó mà con thấy rất là hay. Thì con bảo, that's brilliant. Rồi, ok. Tại nữa, thì sẽ nói that's brilliant. Đúng rồi. Không phải brilliant. Ok, rồi, cảm ơn. Hôm qua em cũng đánh cờ mấy ông 1.600 xong, thế là đi một đứa đi chân tài. Không, cả cái chân người ta luôn. Ok, con. Rồi, câu cuối cùng, congratulations, dùng để nói đến việc chúc mừng đúng không? Khi mình nghe được một tin rất là tốt, chẳng hạn như là bạn được điểm cao, congratulations, hoặc là bạn đạt một cái huy chương nào đấy, mình nói là congratulations. Rồi, ok, cô thấy có bạn Bill Gates. Lúc con đạt tài của vợ, cuộc thi toán tài năng cơ mà. Rồi, ok con. Ok, cô thấy bạn Tina rồi. Ok, hello picture con vô vậy. Ok con. Ok, bạn Bill Gates, cô thấy bạn ấy nhắn ở trong chat là thi toán Timo là được huy chương vàng hỏi đấy. Trời ơi, huy chương vàng là cao nhất rồi đúng không con? Rồi, ok, bây giờ chúng ta có ba cái từ này thôi. Bạn nào sắp xếp được nó lại cho cô thành cái từ hoàn chỉnh nào, hỏi ba bạn nhá. Ok, có ba cái từ cái kìa, cô gọi ba bạn viết lên cho cô. Sắp xếp lại các chữ cái sao cho tạo thành được một từ có nghĩa. Ok.
Cô từ đầu tiên là musical. Không được nói. Còn từ thứ hai là sport. Đi em làm cho cô. Con viết đi. Con viết đi. Cô Hương siêu xấu viết đi. Rồi. Thôi, cô mở luôn vậy. Nói hết mất rồi còn gì. Ok, từ đầu tiên là music, thứ hai là sport và thứ ba là cooking. Sau đây mình sẽ có một bài nghe. Đâu rồi, cái phần nghe đâu nhỉ? Ok, chúng ta sẽ nghe. Xem là từng cái đoạn recording nó mang nghĩa negative hay là positive nhá. Nghe nào. Track 1.41. Conversation 1. How was the match? Terrible. Why? The game was really slow and there weren't any goals. Yes, we played for 90 minutes. I was really tired. Conversation 2. You're happy. I am. It was my violin exam yesterday. And? I passed. Now I can play in the school orchestra. Thanks. Conversation 3. I've got a new job. I'm a cook. Yeah, my friend knows I love cooking. I baked a birthday cake for his 5-year-old sister. Now all my friends' parents want me to make cakes. Okay. Hết ba đoạn rồi. Rồi, câu hỏi conversation số 1. Conversation 1 là ok, cô thấy bạn Tina làm đúng không? Ok. Rồi, cô sẽ chữa luôn nhé. Rồi, để cô ra ra bài khác. Ok, phần cuối của cái lesson 1 rồi. Ok, conversation số 1 là negative là gì nhỉ? Tiêu cực. Ok, negative là tiêu cực. Số 2 là positive là tích cực. Và cuối cùng là positive, tích cực nha. Ok, ok. Cô sẽ... chúng ta có những cái... Thế rồi, hôm nay cô bị lỗi kỹ thuật quá. Cô sẽ sang cái bài này luôn nhé. Ok. Lesson 2 nha, 5 different jobs. Ok, hôm nay chúng ta sẽ học cái bài đọc liên quan đến cái ông này. Bài đọc này có tiêu đề là 50 weeks, 50 states, 50 different jobs. Và chúng ta có một cái thông tin về background, về cái thông tin nền của cái ông này. Và bạn đọc giúp cô, bạn Chiến à? Chiến à? Chiến đúng không? Cô đọc là Chiến đúng không? Ok, còn có đây không? Đọc giúp cô cái phần cultural background, xem là chúng ta cần nắm được cái thông tin gì về cái ông này. Cultural background. This lesson is based on a true story. When Daniel was an economist, he couldn't find a job in his field. He came up with the idea of traveling around the USA for 50 weeks, doing a different job for a week in each of the 50 states. Okay, để được rồi, để được rồi. Rồi, con nói giúp cô phần này tiếng Việt nghĩa là gì? Dạ, cô là... cái bài này nó được dựa trên một câu chuyện có thật. Khi mà Daniel Sweden ở cái Incomus, anh ấy không thể kiếm được một công việc ở chỗ của anh ấy. Economics là gì? Graduated in economics. Economics. Đã gọi là graduate là tốt nghiệp này. Tốt nghiệp cái ngành economics là ngành gì? Ngành kinh tế. Kinh tế, đúng rồi. Kinh tế, đúng rồi đấy. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà anh ấy không. Cho... trong cái ngành... anh ấy không tìm được. Anh ấy là có một cái ý tưởng là rồi là du lịch khắp cái nước Mỹ. Trong 50 tuần. Trong 50 tuần, đúng.
và làm một cái công việc, làm mỗi công việc khác nhau cho một tuần. Đúng rồi. Và mỗi ở từng bang đúng không? Yeah. Bang nào cũng làm việc. Ok, đúng rồi. Rồi, đó là cái thông tin của chúng ta về cái ông này. Ông này tên là Daniel, cô không biết đọc cái tên của cái họ của ông này đâu. Daniel, cứ gọi ông là Daniel đây. Ok, sau khi ông ấy tốt nghiệp cái ngành kinh tế thì nhưng mà ông ấy không tìm được việc, cho nên là ông ấy nảy ra một ý tưởng. Chúng ta có cụm từ là come up with. Come up with là một cái phrasal verb, có nghĩa là nảy ra cái ý tưởng gì đó. Come up with the idea of traveling, nảy ra ý tưởng đi du lịch vòng quanh nước Mỹ trong vòng 50 tuần và làm 50 công việc ở 50 bang trong vòng cũng trong một tuần luôn. Ok. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ trả lời cái câu này. Nhưng mà trước đó chúng ta sẽ phải tìm cái thông tin đã nha. Cạnh câu số 1, what did Daniel do? Cô cần bạn Tino tìm giúp cô cái phần thông tin mà chúng ta sẽ dùng để trả lời cái câu hỏi này. Ok. Con hãy lấy cái bút highlight, con gạch chân trên này nha. Ok, bạn Tina sẽ tìm cho cô cái phần highlight đó này. Cho cô 1 nhá, cho cô 1. Còn câu 2, cô sẽ mời bạn. Có bạn Sunflower, sao lại đặt là Sundowner? Có phải con không vậy? Ok, câu số 1. Bạn Tina gạch chân giúp cô này. Gạch chân nha, chưa phải làm bài đâu. Câu số 2, bạn Bill Gates. Gạch chân giúp cô cái phần thông tin con có thể tìm thấy được. Viết nhỏ xuống dưới này. Rồi, và câu cuối cùng. Gạch chân giúp cô cái phần thông tin là bạn. Có hai bạn tên gần giống nhau. Thế cô gọi bạn Sunflower. Tìm giúp cô phần thông tin để trả lời cho câu hỏi số 3. Ok. Rồi, các con gạch chân đi. Sao cái bạn Sundowner này cứ khóc nhỉ? Cứ méo ở trong chat là sao? Ok. Con gạch đúng đây, gạch được không? Không gạch được bảo cô nhá. Cô sẽ cho đọc. Ok, câu 1. What did Daniel do? Daniel là cái ông nhân vật chính trong câu chuyện này này. Nghĩa là ông này. Ông cầm một con tôm hùm rất là to. Phải tôm hùm không? Đây là tôm hùm không? Lobster. Yeah. Ok. What did Daniel do? Ông ấy đã làm gì? Câu số 2 là vì sao ông ấy lại làm cái việc đó? Còn câu số 3, did he enjoy it? Ông ấy có thích làm cái công việc đó không? Ok. Các bạn, cô gọi đâu rồi? Nhẹ nhàng đấy con ơi. Nhẹ tay, nhẹ tay. Tôm hùm USA kinh chứ. Người ta hay nói là tôm hùm. À không. Đấy là rồi. Chị ơi, con gạch thế này là con gạch tre đâu mà từ sao chị? Sao lại gọi là dán biển? Dán biển á? Bởi vì nó là một loài kiểu mà là bọ biển. Bọ. Con đi tôm hùm Alaska nhiều hơn cô. Tôm hùm Alaska, cô cũng định nói thế. Sao cô còn nghĩ là hay là cá hồi Alaska? Cái gì là nổi tiếng ở Alaska? Không biết luôn. Hôm nay đi ở USA mà. Alaska. Cô ngày xưa em Alaska của mình Alaska có mấy con chó Alaska đi cô ạ. Chó Alaska, con nuôi á, cái con màu trắng này đúng không? Ngày xưa em cũng có con chó Alaska, bây giờ cho người cho họ hàng rồi. Con chó đấy nhìn mặt kiểu vui phết nhở? Nó hiền hơn nhiều. Đúng rồi. Các con không biết là Alaska là một bang của Mỹ à?
con biết mà con. Ờ đấy. Nên là ông này ông ấy bảo là ông ấy sẽ làm 50 công việc ở 50 bang, chứng tỏ là ông có làm cái gì dưới Alaska đúng không? Nhưng mà cái chỗ này Alaska hay không thì tôi cũng không chắc nhá. Rồi, gạch chưa vậy? Bạn Tino gạch để cô gạch hộ cho. Con gạch chỗ này đúng không? Cô gạch hộ cho nó đỡ đè vào chữ nhá. Đây. Con gạch chỗ này đúng không nhỉ? Hình đức đình ở đây. Này chỗ nào? Con gạch cả đoạn này đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Cô xóa cho đỡ bị ấy nhá. Rồi. Bạn Bill Gates gạch cái màu đen này đúng không? Thế còn bạn Sunflower, sao con lại vẽ lên đây nhưng mà con lại không gạch vậy? Gạch đi nào. Nào, sau đấy cô sẽ gọi ba bạn à, mất cô bằng cách là viết vào trong này nha. Rồi, câu đầu tiên bạn Đức An. Cô muốn thử chữ siêu to khổng lồ với em. Câu số 2 bạn China. Siêu to khổng lồ không? Không, 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 không muốn thử, không muốn thử. Trả lời cái đáp án nào. Đúng rồi con ạ, con viết cả, con viết cái đáp án ra, cái phần màu trắng ấy, màu trống ấy. Ờ, có một bạn tên là Chiến Thần. Mình có xem nào, có những bạn nào trong chat nhỉ? Không nhiều lắm. Ok, để xem nào. Phương Anh em của Đức An ấy. Rồi, viết giúp cô câu trả lời. Bạn Sunflower chưa tìm thấy được cái chỗ enjoy à? Cô cái câu của con là muốn hỏi nó ở cái chỗ là anh ấy làm 50 nghề hay là cái gì đấy cô? Daniel đã làm gì thôi? Anh ấy cô, đã thực hiện cái hành động nhá. Gì ấy? Cuối giờ em còn nói chuyện này với cô. Ok con. Nói thật này, bây giờ em còn nói cái chuyện này với cô nhưng mà có khi là cô còn nói là em bịa ra cơ, nhưng cái chuyện này có thật đấy. Rồi, rồi ok, cô có bảo con bịa đâu. Cô chỉ thấy là nó cô thấy đang wow kiểu hơi khó tin thôi, các cô bạn hỏi bịa là đi chứ. Cô thì con cứ nói đi để xem thì cô nghe mà chứ cô có ấy đâu. Sao đấy? Bạn nào đấy? Bạn nào cứ câu số 3. Ôi, cô ơi. Câu số 3. Did he enjoy this? Thì con chỉ cần trả lời là có hay không. Nếu như trong bài để cô tìm nhá. Đấy, Alaska này. Cô ơi, con vẫn chưa tìm ở trong bài cô. Con là Phương Anh đúng không? Dạ không. Con chưa tìm thấy. Con là ai đấy? Sao sao? Tìm thấy rồi cô ạ. Thanh Hà cô. Rồi. Thôi để yên cho các bạn viết. Ok, cô xem bạn China. Ok, bây giờ cô sửa của China một chút. Cô nghĩ là con tìm đúng chỗ đấy nhưng mà con lại không tìm đúng chồng rồi. Cái việc mà ông này, ông ấy đi vòng quanh nước Mỹ thì nó đã xảy ra rồi đúng không? Và nó đã nằm trong quá khứ rồi. Thì những cái động từ mà con sử dụng thì nó cũng phải như vậy. Rồi, because he wanted to travel. And learn about his country, đúng rồi. And to try lots of different jobs. Đúng rồi. Ôi, câu 3 không tìm được cô. Câu 3 không tìm được á? Dạ. Nó câu sẽ 3... nằm ở cái phần cuối con. Nó sẽ nằm ở phần cuối. Thực ra là nó không nói là ông này thích hay là có thích đâu. Mà ông người ta sẽ cho đó mình sao? Một vài thông tin để tự mình suy luận xem ông có thích không ấy. Dạ. Anh viết hơi nhỏ ở cuối con xem. Yes. Đây hả? Ok con, nhưng mà khi mà con muốn trả lời một câu yes no question thì con phải có yes no đúng không? Thì mình cứ viết là he did thì nó vẫn chưa chính xác lắm. What did Daniel do, để xem bạn Đức An nha. He traveled around the USA and did 50 jobs. Ok. Đúng rồi. Theo cô ấy thì con chỉ cần viết là he visited, đấy, anh ấy đi thăm đã đến 50 bang và làm việc. Vậy cô nghĩ là từ đây đến đây là quá đủ rồi. Nếu muốn viết thêm thì viết thêm he traveled around
America for a year. He visited all 50 states and worked for a week in each one. Đó. Cái đoạn này ok rồi. Rồi bạn Tina làm ổ này. Và cuối cùng bạn Phương Anh viết là gì đấy? Yes, he did, đúng không? Yes, he did. Chữa nha. Đó. Ok. Các con lưu ý là travel thì có thể có hai chữ L hoặc là có một chữ L đều được. Có hai cách viết thế nào cũng đúng. Ok. Mình sẽ trả lời câu của bạn Phương Anh là gì? He sometimes enjoyed it, but sometimes it was hard. Ok. Đó là cái đoạn này. Ok. Sau đây, chúng ta để cô xem mấy giờ rồi. Để làm một cái quiz nha. Quizzes nha. Ôi, cái tôi nói thật luôn này. Bây giờ có người bị ma nhập. Hả? Sao lại ma? Có người sự bị ma nhập. Nhưng mà có khi bảo là cô không tin đâu. Thật. Có người bị ma nhập đấy. Có, cái đấy thì chắc chắn là có rồi. Thế giới tâm linh không đùa được đâu. Thế là chết. Cô ạ. Ok, cô đã đọc qua cái bài đấy rồi. Nhưng mà cô chưa đọc kỹ. Ok, các bạn check phần chat. Cô vừa gửi cho con một cái link. Hôm nay chúng ta sẽ học về các nghề nghiệp. Thì là mình làm một cái quiz ngày trước. Để ôn tập về các nghề nha. Ok cô. Rồi, cô thấy các bạn vào rồi. Không biết mai còn mưa không nhỉ? Mai. À, quên chưa hỏi các con là con được nghỉ hè rồi đúng không? Các con được nghỉ hè rồi đúng không? Mai đi Ba Vì rồi cô. Dạ chưa cô, cô còn học cô. Thế thì cô thấy là nghỉ rồi à. Các lớp dưới hoặc là các bạn. À thế á? Ừ. Bạn nào thi xong là nghỉ hè thôi đúng không? Đâu, nghỉ đến. Còn tổng kết năm học nữa cô. Ý cô có thi xong rồi mà con. Ý cô là mình cứ thi xong là chắc chắn là nghỉ hè rồi. Con thi xong con vẫn phải học được gian. Đến tuần sau. Ý cô là con những cái tuần tiếp theo mà thì mình học con được chơi vậy. Đang thi xong là con thi xong con không phải học, con ngồi vẫn chơi để cô làm học bạ chuyển cấp. Đúng rồi. Chuyển cấp á? Con đang ở cấp mấy? Là cấp 1 ạ. À thế á? Con đang học lớp 5 à? Wow. À. Thế sao lớp 6 cũng khá là khác đấy. Cái các cái kiến thức của mình nó cũng khó hơn hẳn, nó sẽ thiên về những học khác. Lớp 6 nó khó lắm cô. Đúng rồi. Cô nghĩ là nó cũng không hẳn là khó, chỉ là nó quá là khác so với lớp 5 thôi. Lớp 6 mấy cái bài thi mấy bài kiểm tra toàn 6 với 5. Ừ. Sốc hoàn toàn. Mình chưa quen thôi. Nếu mà quen. Sốc hoàn toàn cấp 1 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, kiểu cô dạy các bạn lớp 5 mà thấy kiểu sách quá là dễ. Sau lớp 6 thì nó lại quá là khó. Ok. Start to... Anh em có ai học sinh giỏi không? Dễ lắm cô. Khi nào được học sinh xuất sắc luôn á? Giỏi thế. Con cũng vậy cơ. Các con học sinh giỏi hết đúng không? Phải học sinh giỏi. Nhưng mà tôi nghĩ là không nên nói. Dạ đúng rồi cô. Lên lớp 6 các em có chuẩn bị tinh thần của cô. Mọi người nói nhiều quá, con sốc thật rồi cô. Trước khi lên lớp 6, ai nói lớp 6 khó lắm, lớp 6 như này lớp này nhiều. Không có sốc tinh thần. Phải đến thôi, việc gì đến cũng phải đến thôi các bạn ạ. Nhưng mà đấy là sự thật. Thì mình biết vậy thôi để mình chuẩn bị tinh thần ý. Chứ mình không phải là nghe cái đấy rồi mình bảo là sợ hay là kiểu rén hay gì. Cứ bình thường thôi. Vào nhá. Cô thấy các bạn vẫn đang vào thế. Có bạn nào không vào được không? Cô gửi lại cái đường link đây này. Rồi, nếu như không vào được thì có thể vào. Các con có thể vào bằng điện thoại. Bằng vậy nên em mới nói thật rằng mọi người đừng chơi những cái trò tâm linh. Rất nguy hiểm. Rồi, ok. Nghe nói là bảng cầu cơ rồi đúng không? Nhưng mà cái đấy cô phải xem tóm tắt trên TikTok thôi lại... Như vậy đấy. Start nha. Start. Không phải muộn giờ.
bao nhiêu nghề nghiệp nào. Mr. Honey works in a farm thì chắc chắn là farmer rồi, là nông dân. Ok. My mother works in a school. She teaches English. Ok, chắc chắn là teacher rồi, còn gì vào đây nữa. Melanie works in a flower shop. Florist, đúng rồi. Không phải là florist đâu, mà là florist, là người bán. Không phải là Florentino. Florentino. Chủ hàng hoa nha. Rồi, người bán hoa. Flo tung hoa. Florist in a garden. Flo tung hoa. Gardener. Ok, gardener là người làm vườn. Ok.
Chắc chắn là doctor rồi. Doctor, bác sĩ. Works in a toy shop, shopkeeper. Rồi, chủ một cửa hàng. Thế thôi, mình gọi chung như vậy. Lady works in a barber shop. Thì ông ấy là barber, là người thợ cắt tóc đúng không? Works in a workshop. Workshop là một cửa hàng sửa xe. Thì chúng ta có mechanic. Mechanic là thợ máy. Restaurant, chef. Chef là bếp trưởng, đầu bếp. Police station, policeman. Ok, là sĩ quan cảnh sát. Bakery, chúng ta có baker, thợ làm bánh. A bank, teller, là gọi là gì nhỉ? Thu, nhân viên ngân hàng, gọi thế thôi đúng không? Nhân viên ngân hàng, teller. Câu này nếu mà các con không biết teller nghĩa là gì thì mình cũng có thể loại trừ. Không thể là teacher, không thể doctor, cũng không thể là waiter được. Waiter là người bồi bàn. Không thể làm ở trong ngân hàng được đúng không? À, câu hỏi. Cái từ bank này, nó là ngân hàng, chúng ta đều biết rồi. Nhưng mà nó có một nghĩa nữa, đúng không? Con biết là gì? Bank. Có một nghĩa nữa. Mà chả liên quan ngân hàng luôn. Không liên quan một chút gì đến ngân hàng. Đó biết là gì? Mày biết không? Bank này nó còn có nghĩa là bờ sông. Giống như kiểu mình hay nói là river bank. Bờ sông ấy. Đấy, dị không? River otter. Chả liên quan gì ngân hàng. Nói nghĩa là bờ sông. A court. Court là tòa án. Thì chúng ta có judge là thẩm phán. Rồi. Post office. Postman. Chắc chắn rồi, còn gì vào đây nữa? Gọi là người đưa thư đúng không? Radio station, chúng ta có reporter, là người đọc bản tin. Họ sẽ làm ở cái trạm phát sóng radio. Rồi, xong. Ta trở về cái bài của chúng ta. Rồi đây, bây giờ con hãy nhìn cái bức tranh này. Thử đoán cho cô xem là cái nghề này là gì. Đoán thôi. Ok, cô mời bạn, là cô mời A, B... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bạn đi. Ok, thử viết cho cô xem là các cái nghề này, các con đoán nó là gì nha. Rồi, cô sẽ đánh ở đây. C, D, E, F, G, H. Hết rồi. Ok. Cô mời bạn... À, bạn A, bạn là cô A là bạn anh Tú Hoàng. Cô gọi em đi cô. À, rồi, thế con bạn là cô Hương Chú Xấu. Dũng đúng không? Dũng làm cô câu vâng. A đi. Viết lên trên đó được không? Tiếp theo là bạn là cô mời lại bạn anh Tú Hoàng. Hoàng anh Tú đúng không? Hay là Hoàng Tú Anh? Đã được cô B. Rồi, câu đầu tiên là bạn Dũng này. Câu 1 là Dũng. Đen tí. Ok con cứ làm đi, con cứ. Cô còn gọi mấy bạn cơ mà. Dũng này. Câu 2 là bạn là anh Tú Hoàng. Ok. Câu số 2, à câu số 3 là bạn Chiến. Không phải bạn Chiến Thần đâu. Bạn Chiến Thần có muốn làm không? Chiến collector. Tiếp theo là bạn Bình An. Tiếp theo là bạn Ngọc Quang. Chả biết là các con có làm được không thì cô cứ gọi. Chả biết con có viết được không. Quan trọng là có viết được không ấy. Bạn đứa của bạn tiếp theo là bạn Nguyễn Tùng. Như điểm danh vậy. Và bạn cuối cùng là bạn Phan Nguyễn Ánh Ngọc. Đợi cô. Viết đi các con. Cô nóng. Cô phải đi mở cái cửa mất. Mưa xong lại còn nóng hơn là chưa mưa là sao? Ôi giời ơi. Bé thôi. Chơi lớn quá con ơi. Garbage collection. Ở siêu tầm. Bộ siêu tập. Rác cái gì? Cô ơi cô. À, trời. Sao con? Bạn Chiến Thần.
Dạ ơi cô là cái con không có biết cô. Nữa cô. Con đang xài máy tính đó, con không có biết được. Con xài máy tính là con càng biết được đấy chứ. Bé thôi con ơi. Vì chọn xem sau đó không mẹ con biết đâu. Không biết được á. Nó là phần annotate, sau đó con viết ra. Cô ơi, cô xóa bạn biết là. Ờ, bạn ấy tự xóa cho con. Bạn nào viết được, bạn nào không biết được bảo cô. Trời ơi. Con dùng máy tính lại càng viết được ý. Dùng điện thoại là có viết. Hay bảo bạn đấy không biết viết thì viết trên chat đi cô. Chat á? Ờ, thế cũng được. Gửi cho cô. Ai vừa viết hay xong rồi? Con. Câu A. A là con nhìn thấy cái ông này không? Cái ông này à, con nhập sang xe đang... cô ạ. Ông ý đang đứng ở cái khu vực đấy đấy, cái khu vực con nhập sang xe. Con gì? À. A sao lại garbage? Sao lại liên quan gì đến garbage hả con? Ông này là ông đang cầm hai con cô tôm cua ấy. Cái con tôm hùm ý. Trời đất ơi, bảo ông đi nhặt rác hay gì? Ok à, bạn. Nhiều ấy nhặt rác thật mà cô. Không phải đâu. Không nào cô. Chỗ đấy chắc là Alaska mà. Chắc tại màn hình mờ quá con tưởng tôm Alaska thành rác với cô. Trời đất ơi. Ok, để cô xem nào. Câu C là formal. Ờ, đúng rồi. Nhưng mà có phải bạn Chiến viết không đấy? Cô thấy bạn Thanh Hà viết mà. Ai viết đè lên vừa worker với engineer thế vậy? Engineer, câu H là engineer. Ừ, cũng hợp lý. Ở đằng sau ông ý là hình như kiểu cái cần cẩu hay gì nhỉ? Kiểu thế. À, engineer như là công nhân thì tốt hơn cô. Ừ, engineer là kiểu kỹ sư ấy. Thì họ sẽ làm về máy móc à? Kỹ sư có cái này thì làm công nhân thì... Kỹ sư cầu đường cũng có mà cô. Kỹ sư cầu đường. Ờ, cũng hợp lý. Thế con cứ để đấy. Nói chung là đây là cái con đoán mà chứ. Cô cũng... Ở đây. Sao lại viết đè nhau ở trên này thế? Một bạn viết thôi. Bạn Ánh Ngọc viết thôi. Trời ơi. Nào, bạn nào viết đè điếc vớ vẩn lên đây mà không phải là lượt của con phải xóa đi. Rồi, thế các bạn khác thì sao? Bạn Dũng đâu rồi? Anh Tú rồi. Câu B. Câu B này ông lại vác. Ông vác theo cái lốp xe. Thì ông ấy làm nghề gì? Đoán xem. Câu C cô nghĩ là formal là chuẩn rồi đấy. Câu H. Có thể là engineer. Có thể là worker. Cô thấy con đều đoán được hai từ này. Câu G. Ừ? G kìa con. Cô nghĩ là cũng dễ. Câu D. Công nhận là cái tranh này mờ thật. Mờ tịt luôn. Chả nhìn gì. Nếu câu nào không đoán được thì có thể miêu tả. Con có thể miêu tả xem là ông ý làm cái việc gì khi mà làm cái nghề đấy. Nhiệm vụ của ông ý là gì. Ok, cô hỏi. Bây giờ cô không bảo con viết nữa này. Cô hỏi bạn Dũng này. Câu A. Con nghĩ là ông ý làm nghề gì. Con nhìn thấy cái gì. Ông ấy còn làm ở cái khu vực đấy. Cái khu vực mà ông ấy cầm cái con gì ấy. Con lobster. Thì là ông ấy làm nghề gì? Ông ấy ra đấy, ông ấy bắt con đấy thì chứng tỏ ông ấy làm nghề gì? Đấy, thử viết xem. À, ngư dân. A milking business. Rồi, thế cái ngư dân viết gì nào? Rồi, câu B này. Bạn Anh Tú đâu rồi? Bạn Hoàng Anh Tú đâu rồi? Con mở mic câu hỏi xem nào. Con đang mở mic các bạn ạ. Anh Tú Hoàng đâu rồi? Con có ở đây không? Đây rồi. Ok, cô thấy con mở mic rồi nè. Con nói được không? Con nói được vào mic không? Rồi, câu B. Không biết hả? Cô vừa mới nói cái nghề đấy ở trong cái bài quiz vừa rồi đấy. Là gì? Thợ máy đúng không? Thợ máy là gì? Ơ, Dũng nói chuẩn này. Nhưng mà fisherman đấy em. Chữ E á. Fisherman. Một người thôi mà. Rồi. C farmer này. D là butcher. Butcher. Butcher ý con là kiểu người bán thịt á hả? Cũng hợp lý đấy chứ. Nhưng mà cô không biết là cái bộ mà ông này mặc
có phải là cái bộ dành cho người bán thịt không? Không biết ông ấy bán cái gì ấy. Ông bán cái gì, có thể là bán bánh mì. Bán gì đó cô không chắc lắm. Rồi, cứ cho là butcher đi, con đang đoán thôi mà. Câu E. Câu E thì con sẽ nhìn thấy là ông này sẽ xuất hiện trên TV và ông ấy chỉ lên cái màn hình đằng sau và đằng sau có một cái bản đồ đúng không? Thì đấy là nghề gì? Cô. Tại vì nhìn hình nó mù tịt nên là em không biết nó là cái gì cơ. Cô biết rồi. Thì cô bảo đoán thôi mà. Rồi, bạn lúc nãy cô thấy bạn Đức An viết là MC đúng không? Có thể cụ thể hơn không con? Không 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 MC thì cũng đúng nhưng mà nó hơi rộng quá. Ông ấy đang nói đến cái gì trên TV? Ông ấy đang diễn giải cái gì trên TV? Đây là cái chương trình mà con có thể xem được vào khoảng 5 phút cuối giờ thời sự. Ờ, đúng rồi. Bạn nào biết kia? Bạn nào biết cái xanh ấy? Đúng rồi đấy. Weather forecast thì là chương trình dự báo thời tiết. Còn cái người dự báo thời tiết, cái người đưa cái tin dự báo thời tiết thì gọi là gì? Thì bạn Tina viết đúng rồi đấy. Weatherman đúng không? Đúng rồi, giỏi con ơi. Ơ, con cứ để đấy, không phải xóa đâu. Cô F. F thì cô gợi ý đây là một người kiểu đi việc của người ta là đi ở đâu khi người ta mặc một bộ quần áo rất là đẹp, đi mở quá người mẫu nha. Người mẫu là gì? Việt Nam Next Top gì đúng rồi. Câu G thì sao? Câu G thì ông ý sẽ là người nào nhỉ? Ông ý sẽ là, cô nghĩ là ông ý sẽ là cái người mặc cái áo xanh nước biển. Thế ông ý sẽ làm việc ở trong cái đội bóng đúng không? Thế ông ý sẽ làm gì? Có thể là coach. Có thể là coach, đúng rồi. Chuẩn chứ. Rồi, check nhá. Rồi. Rất cảm ơn con. Mình sẽ check xem chúng ta có factory worker, farmer, engineer, car mechanic, TV weatherman, football coach, model và cuối cùng là fisherman. Rồi, nối đi các con. Câu A chúng ta có nghề gì? Ai nói cũng được. Mở mic lên hỏi. Ê, fisherman. À với fisherman. Fisherman với... Cô hỏi con nói. Ok, B. Football coach. B cơ mà. What? Car mechanic. Ok, car mechanic. Đúng rồi. Nhớ trọng âm vào mechanic con nhá. Trọng âm vào âm tiết số 2. Car mechanic. C. Farmer. Ok, D. Nghề gì nhỉ? Factory worker. Đúng rồi. Cô nghĩ cái này là cái băng truyền chứ không phải là một cái quầy bán hàng đâu. Chỉ như cái bàn với một số cái bánh trên của. Nó là còn cái băng truyền ấy. Bán bánh. Nó kiểu sản xuất hàng loạt ý. Băng truyền ấy. Rồi. E. TV weatherman. Đúng rồi, là người dự báo thời tiết. F. Model. Ok, very good. G. Football coach. And lastly, H. Engineer, đúng rồi. Bạn nào bảo engineer chuẩn này? Worker thì là liên quan đến câu đi rồi. Cô không biết engineer xong cô ấy. Sao cô nói tiếng Anh giỏi như cô worker? Factory worker, rồi, ok. Nào. Chúng ta vào một cái quiz khác đi. Vâng cô. Hôm nay cô sẽ muốn xem này không? Cô chỉ có một lúc dài lắm cô. Quá, nào luôn. Cô xem bộ phim Coco không cô? Coco có hay nhỉ? Quá hay rồi. Con
Không, xem này, cụ đánh bản quyền chết luôn con ạ. Nào. Nào, lại chọn này. Ôi, có trò mới này. Deceptive Dino này. Excavate for fossil and watch for cheaters. Become the top. Deceptive Dino, chơi nha. Ồ. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. 7 phút nha. Cái gì hình chéo? Bắt đầu. Cô sẽ đợi cái link này rồi cô mới copy được. Ok ok. Yo. Để cô tắt bớt mấy cái này đi, không là máy cô lại lag chết luôn. Và chưa còn. Cô tắt bớt cái app khác đi. Máy của cô nó đơ mất. Trời ơi, đây trò gì? À đâu, đây là nghề gì vậy? Skip. Oh, doctor á cô. Câu đầu tiên là doctor. Khác nhau mà con. Ok cô. Yeah, con đứng hai rồi. Gì đó ta? Cái ảnh nó hơi bé nhỏ. Thank you.
Trời ơi, cô đứng số 6, ít quá. Còn bao nhiêu phút? 3 phút. Bắt được nhiều cheater quá đi này. Còn 1 phút, gần 1 phút. Trời ơi, cô không thể bằng các con được luôn ý. Khó à. Đẹp cực.
Không phải cô đâu, cô không làm gì hết. Chúng ta còn 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Con đứa hạng cuối. Đó, biết này. Thôi rồi. 8 người con đứa hạng thứ 18. Cô đứng thứ 4 hả? Cô đứng thứ 4 hả? Cô đứng thứ 4 được vậy, lúc đầu cô còn chưa... Cô không được 29.000 mà. Wow. Rồi, chúc ok, vẫn chúc mừng bạn Vũ Thủy Dương, bạn Quang và bạn Anh Tú. Sau đó là chúc mừng cô. Ok ok. Có mấy cái con đứng hạng thứ 18. Có cái nghề nào mà con không biết đâu. Cô thấy khá là dễ. Không đến nỗi bị khó đâu. Được đấy chứ nhỉ? Bị cướp liên tục. Again, again, again. Ổn đấy chứ, ổn đấy chứ. Ôi, đâu ấy cô? 9 giờ thôi rồi, sao nhanh vậy? Chú tí. Chơi lại á. Chơi lại á. Thế để từ từ cô chữa cái đã. Cô chữa rồi. Chơi câu cá đi cô. Chơi câu cá đi cô. Từ từ. Cô luôn đi cô. Lại cô. Cô chữa cái đã. Đầu tiên đây là police officer này. Đây là firefighter, đây là teacher, đây là doctor, đây là janitor. Janitor là người lao công ý. Người lao công. Đây là truck driver, người lái xe xe tải. Đây là construction worker, người làm việc ở cái khu xây dựng à, đúng không? Đây là người electrician. Là gỗ không, cái này là construction worker. Yeah, I opened the door. Rồi các cái khác thì các con biết rồi này. Đằng cuối này thì chúng ta có carpenter là thợ mộc. Còn đây là fisherman, đừng ai chọn là fish catcher nhá. Ok, muốn chơi lại á? Thế thì chúng ta chơi quizzes đi con. Để cô tìm xem có cái bài gì hay không đã chứ. Câu cá. Câu cá nha cô. Chơi cái gì mà nó nhiều câu hỏi. Trước cái lúc đấy câu hỏi ít quá. US state. Em dắt animal đi cô. Em dắt animal. Nghe cái chơi rồi sao ấy nhỉ? Chờ tí nhá, cô tắt bớt đi không à? Chờ cô, cô đang mở đây. Nói em đang đi cô, hè rồi cô, chơi đi cô. Hè rồi. Ê, thế nếu mà bây giờ mà cô dạy hè thì con có chơi, à có con có vào lớp với cô không? Có cô ơi, có. Tận sản, muốn làm gì nữa? Có. Tưởng nghỉ hè thì chỉ có chơi thôi. Thank you, nghỉ hè chơi lại không vào lớp với cô thì cô dạy ai? Tám chút nữa rồi nghỉ hè. À chờ tí nhá, Linh này. Ok, vào đây các con ạ. Chờ con xíu nha cô. Bốn là cô bắt được một bạn cheater nên là cô mới ấy được thôi, chứ nếu không thì cái vị trí của cô là cũng lẹt đẹt.
Noel nào. Go, go, go. Con mẹ ấy cô. Con nào? À, con. Đây rồi. Đây gì? Con. Ờ. Con này nó. Con này nó. Đấy. Legendary á? Chị nghe. Vâng. Bắt đầu nha. Bắt đầu nha. This is the time. Ok cô. Cô sao mấy bạn có được cái đó vậy cô? Chọn. Chọn xem không? Chọn avatar. Skip, skip, skip. Skip rồi đó. Ê, con này con gì? Nai sưu tấm. Ê, cô, dễ quá. Con mới được có một chút rồi. Nha, con ếch tránh ra. Cô toàn toàn câu được dày thôi các con. Buồn. Yeah. Hết chứ còn gì. Đúng không? Trời ơi, mấy con này cute đấy. Cô câu được 3 cái dày rồi. Trời đất ơi. Toàn câu được dày. Lại chơi rồi. Yes. Đúng. Rồi, con cao được dày cô. Cô câu được 3 cái dây. À, trả lời sai từ đây này. Yeah, yeah, yeah. Lên cẩu lên cẩu. Red Panda. Nè, con này kêu thế. Con câu giỏi vậy. Con là. Con là thằng hai đâu. Câu giỏi thật đấy. Câu giỏi thì mới là con gì. Con này con gì. Con là bốn rồi. Đừng 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 rồi hạng 6. Cô hàng mặt tiếp một thăm mất. Ê sao lại câu giống như vậy. Trời ơi, trời ơi, có con jellyfish này. Con khỉ. Ôi. À không câu được con nè. Hả? Sao con? Con chịu xin đi. Thôi đi con. Đức. Cô đứng thứ tư rồi kìa. Ôi. Sao nhắn đi con? Miss Huong. Sao? Con sẽ cho con đi vệ sinh. Vấn đề gì con ơi? Con xin phép cô cho con đi vệ sinh. Ok con. Con cứ đi đi. Con bảo con đừng có đi quá giờ là được. Hết giờ, hết giờ, hết giờ lâu rồi. Còn 2 phút kìa. Yeah. Quá muộn. À, cái con gì mà to thế này? Chẳng hết cả màn hình rồi, chả nhìn thấy cái gì. Ủa? Biết. Lần đầu mới biết đến con này. Không chụp lại. Tốt thổ. Tốt thổ. Cô lại tụt xuống thứ 5 rồi, buồn quá. Đó. Yeah. Sao bạn khác rồi? 16.000, 16.000. À yeah. 37.000. Sundowner giỏi phết nhở? Black Panther. Bạn chết yeah, cũng rồi. Được câu được nhiều này. 6 rồi, hạng 6 rồi. Cái con này nó cứ trồi ra ấy. Sao cô ơi? Chúng ta còn dưới 1 phút thôi. Đấy. Mình lại lên 7 nữa. 7. 7 đang rất vững bền. Jellyfish.
Còn gì đây? Thấy gì rồi? Ủa? Jaguar. Oh yeah. Con gì đây? Con gì đây? Yeah. Anh giữ được hạng 7. 8, 7, 6, 5, 4, 3, no. 2, 1. Hết giờ. Vẫn giữ được hạng 7. Vẫn giữ được hạng 7. Wow. Ui. Thế luôn con, câu kiểu gì giỏi vậy? Câu gì mà được gần 300.000 pound đây này hả? À, quá giỏi. Ok, giờ có bạn Tina đứng thứ nhất, Sundowner đứng thứ hai, và cổ bạn bạn N, bạn N nào? Bạn N là bạn nào? Số 4 tao bạn An, số 5 Sunflower, số 6 chúc mừng cô. Số 7 bạn bạn là tên là Các em. Số 8 là bạn Tina, số 9 là bạn Muller là bạn với An không? Số 10 là Polly Paris, 11 đấy bạn Ma này, Jenny, Lucy, ok đấy. Ồ, sao có hai bạn Khánh Linh, Khánh Linh con bị vào hành hai lần à? Đây cô được thứ 6, hơi thấp một chút. Ok xem nhá, xem có con nào con không biết không? Con này là con chụp con. Con nào không? Con nào không biết á? Phải không phải? Con này là con gì? Con này là con. Cô để những giây phút cuối cùng là. Con biết không biết thứ ba ấy cô, là bọn con được nhận là 15.984. Wow. Okay, con Pelican Bird Token. Pelican là con bồ nâu. Các con xem phim Finding Nemo à? Đi tìm Nemo à? Con bói. Với con dưới con Tiger. Tiger. Đây là con Jaguar, là con bảo đồ con ạ. Không phải con Tiger đâu. Đây. Con nó béo lắm. Nhìn nó béo. Ê cô. Pelican. Sao con? Là sao học của cô nhé cô. Xem gì? Cô phim á? Cô. Con otter cô ạ. Con bị bỏ otter. Con cũng sai. Tiger. Con otter này là con giải cá. Nhìn kêu nhỉ? Cô. Con cũng nhận nhìn. Kinh giải. Thì cô. Kêu gì hết. Con nhỏ. Kêu mà. Dễ quá cô. Con này kêu mà con. Ơ, nhìn xấu à. Xấu. Có cái ảnh mà nó bế con nó ấy này. Ảnh mà nó ôm nhau ý. Ừ, thế là xin đâu mà. Tệ là một cụ tệ. Ok. Thế nhá, chúng ta học tiếp nha con nhá. It's very bad cụ tệ. Ok, giờ các con ngủ ngon. Mai chúng ta đi học tiếp. Bạn nào được nghỉ hè thì chúc con nghỉ hè rồi. Cô đi học một cũng được. Mai đi học một đi học một ok, cô bye. Goodbye teacher. Ờ, đi chơi cuối kỳ à? Đúng. Cuối tuần này cô đi du lịch đấy. Đi chung học. Hôm qua vừa đi Hạ Long xong. Hôm nay con về. Trời ơi, thích quá. Bye bye Sundowner. Sao con để tên thế? Con không đi đâu nhầm với bạn con vừa, con vừa mới về từ Hạ Long. Long. Ừ, rồi. Thôi đi ngủ đi con. Con cô cũng chuẩn bị lên giường đây, đi ngủ đây. Hẹn cô tắt nha. Hẹn không gặp lại cô. Con chào cô. Hẹn gặp lại chứ. Hẹn không gặp lại. Vĩnh biệt cô. Vĩnh biệt cô. Vĩnh biệt cô. Xin là xin biệt cô. Xin không gặp lại cô. Xin là xin tắt tay. Vĩnh biệt. Bye bye.